Chào các bạn học sinh thân mến, chúng ta cùng nhau quay trở lại với chương trình tiếng Anh lớp 7 Try On with Sex Student Book Unit 1 My World. Chúng ta đã làm xong phần 1E rồi. 1E, chúng ta qua 1F Skill, kỹ năng. Chúng ta sẽ đọc cái bài này. Anthony's Backpacking Blog nha. Backpacking á, là đi du lịch bụi. Nhờ chúng ta coi. Hi guys. Chào mọi người, I'm starting my backpacking journey in Spain. Tôi đang bắt đầu một chuyến hành trình đi du lịch ở Tây Ban Nha. At the moment, ngay lúc này, I'm staying in Madrid. Ngay lúc này, tôi đang ở Madrid. And everyone is very friendly. Và mọi người rất là thân thiện. A bit too friendly for me. Có một chút quá thân thiện đối với tôi. To be honest, thật thà mà nói. Cái từ honest là thật thà. In Spain, ở Tây Ban Nha, hugging là ôm nha. Hugging someone, ôm ai đó. When you meet them or say goodbye is normal. Ôm ai đó khi bạn gặp hoặc nói lời tạm biệt thì là bình thường. Normal, bình thường. But I'm from Poland. Nhưng mà tôi đến từ Phần Lan. And in my country, trong đất nước của tôi, we only hug our family. Chúng tôi chỉ ôm gia đình của chúng tôi. And close friends, và bạn thân. What about you? Còn bạn thì sao? Rồi chúng ta coi cái bạn A cộng Mia 2003. Grace Post Antonio. Một cái bài tuyệt vời Antonio. I'm Mia from Australia. Tôi là Mia đến từ nước Úc. And here we often give a thumb up. Và ở đây chúng tôi thường giơ ngón tay cái lên. Như thế này này. Đấy, giơ ngón tay cái lên. To show everything is okay. Để chỉ cho mọi thứ rất là ổn. Not in Thailand. Nhưng ở Thái Lan thì lại không. Giving the thumb up. There is rude. Giơ ngón tay cái lên. Đó là thô lỗ. Cái từ rude là thô lỗ. Nha. Thumb up, giơ ngón tay cái. Andy 123 này. Andy 123. Hi Antonio, I'm Andy from the UK. Chào Antonio, tôi là Andy đến từ Vương quốc Anh. And here we nod our head to say yes. Và ở đây thì chúng tôi cúi đầu khi mà nói yes and shake them to say no, và lắc đầu để nói không. But when I visit my cousin in Bulgaria. Bulgaria, khi mà tôi đi thăm anh em họ ở Bulgaria. Is the opposite, nó là trái ngược. It's important to know a bit of the local language. Thật là quan trọng để biết được một vài cái ngôn ngữ địa phương. So people can always understand you, để mà mọi người có thể luôn luôn hiểu được bạn. Rồi chúng ta xuống cái bài này. Nào, backpacking, du lịch bụi. Hug là ôm, rủ là thô lỗ. Thumb up, giơ ngón tay cái. Nod, gật đầu. Straight luck, local, người địa phương. Bây giờ chúng ta coi, hãy nhìn vào bức tranh. Look at the picture. What do these gesture là cử chỉ các bạn mean to you? What do you think the blog post is about? The blog post is about how different gesture mean different things in countries around the world. Tức là cái blog post này nó nói về những cái cử chỉ khác nhau ở các đất nước trên thế giới. Rồi, chúng ta đọc lại cái bài này và sau đó thì chúng ta đánh right wrong hoặc là doesn't say. Right là đúng, wrong là sai. Doesn't say là không có đề cập. Antonio đang ở Madrid, đúng. Câu số 2, ở Spain, ở Tây Ban Nha, mọi người chỉ ôm những người trong gia đình của họ và bản thân thôi, sai. Bạn này bán ở Phần Lan thì mới đúng. Tây Ban Nha là bình thường. Câu 3, Mia đi nghỉ mát tới Thái Lan mỗi năm. Cái này không có đề cập. Câu số 4, giơ ngón tay cái có nghĩa là không ở Thái Lan. Ở Thái Lan người ta giơ ngón tay cái lên là gì? Đâu ở Thái Lan đâu? Chúng ta coi. Not in Thailand. Give a thumb up, there is rule. Là thô lỗ chứ không phải là zero, là không. Rồi, vậy thì câu đó sai. Câu số 5, ở Bulgaria thì cúi đầu có nghĩa là yes, là wrong. Ở Bulgaria thì nó trái ngược nhé. Cúi đầu ở đâu? Ở Vương quốc Anh là yes, còn ở Bulgaria thì trái ngược. Ok.
Rồi chúng ta xuống cái bài dưới này, thay thế cái chữ màu đỏ này với những cụm từ trong cái block. Mọi người ở ban mọi người ở Mandarin thì như thế này. Và cái từ this này nó sẽ bằng với từ very friendly chúng ta tìm trong bài á. Ở Úc thì đưa ra cái ngón tay đưa ra cái ngón tay cái thì ám chỉ cái điều này. Đó là gì? Đó là everything is okay. Rồi, giơ ngón tay cái lên á thì cho thấy cái điều này, đó là mọi thứ đều ổn. Anh ấy có anh em họ ở Bulgari, tức là Andy, anh ấy sẽ là Andy. Thật là quan trọng để biết một chút về cái điều này khi bạn đi du lịch, đó là the local language, ngôn ngữ địa phương. Rồi, bài số 4, what do the gesture in the test mean in your country? Những cử chỉ trong bài đọc có nghĩa gì trong đất nước của bạn, chúng ta coi nào. In my country, we only host our family and close friends. The thumb up means everything okay. We nod our head to say yes and shake them to say no. Đó là đất nước mình, Việt Nam mình. Đó là đất nước của tôi thì chúng tôi chỉ có ôm những người trong gia đình và bạn bè thân thôi. Và giơ ngón tay cái có nghĩa là mọi thứ đều ổn. Chúng tôi cúi đầu để nói yes và lắc đầu để nói không.